Ô Long là dòng trà cao cấp, Hoa Hồng thì mang nét quyến rũ. Hai điều này tạo nên vẻ trang trọng cho đồ uống ngày hôm nay. Trà Ô Long Hoa Hồng Kem Chi. Một trăm ml trà Ô Long. Hai mươi ml siro hoa hồng. Khuấy đều. Đổ ra cốc. Lớp kem phô mai thì ngon khỏi phải nói rồi. Sau khi ăn lớp kem xong, chúng ta được thưởng thức dòng trà Ô Long đi kèm với hương vị hoa hồng tươi mát. Món này rất thích hợp cho chị em phụ nữ. Đố bạn biết có nước uống khoai môn không? Hẹn bạn ở bài học tiếp theo.